của bạn hồi trước. Con phục vụ của bạn hồi trước. Ok, ok. Thì mình cần phải giới thiệu. Mình thì trưởng tàu thì phụ trách chung đoàn tàu ngày hôm nay là cái tàu SS6. Trong một quá trình này làm việc của mình thì khi mà đoàn tàu được xuất phát tại ga Sài Gòn thì trước tiên thì là anh em phải có mặt tại ga tại tàu lúc trước 1:30. Thì trước cái thời gian đấy thì cái thời gian mà anh em cần phải chuẩn bị cái đoàn xe, kiểm tra và các cái trang thiết bị vào xe để tiện phục vụ hành khách có đảm bảo tốt hay không. Thì trước khi ra tàu thì bọn là sau khi ra tàu nhận tàu thì bọn mình kiểm tra lại một lần nữa các cái trang thiết bị trong toa xe để đảm bảo thứ nhất là về độ sạch sẽ và độ an toàn cho hành khách, thì làm các cái tác nghiệp khác đơn giản thế thôi nhỉ. Anh chào trong cái cuộc đời anh đã làm trưởng tàu bao nhiêu năm rồi ạ? Mình làm được 16 năm. 16 năm dạ. Thì trong cái khoảng 16 năm đó thì anh có những kỷ niệm nào đặc biệt ấn tượng đối với anh trong 16 năm làm việc của mình? Kỷ niệm thì rất là nhiều và ấn tượng cũng rất là nhiều, nhưng mà mình có một cái kỷ niệm mà đúng là mình không nói ra đấy, nhưng mà vui nhất là có một cái năm 2015 thì mình có, tức là mình không phải là người trực tiếp mà gọi là để đỡ đẻ, thế nhưng mà thật sự là không nghĩ là có một hành khách người ta đến một bà bầu đến cái thời gian chuyển dạ. Tàu thì sắp về gần về ga, không biết làm cách nào. Tôi nghĩ mình có gọi điện cho, tức là không biết làm cách nào cả, bởi vì chưa bao giờ mình va phải cái trường hợp như thế. Nên thành ra là mình gọi cho một bà chị cũng làm ở trong một bệnh viện phụ sản, bà chuyên đỡ đẻ. Tôi gọi điện cho bà hướng dẫn và cũng nhờ hành khách xung quanh người ta thao tác làm các cái công việc giống như một cái người hộ lý. Và đến khi sau đấy tàu gần về đến ga thì mẹ tròn con vuông và ra đến về đến bệnh viện an toàn. Và đấy là cái mà mình nghĩ là mình nhớ nhất. Dạ. À, thì ngoài cái ấn tượng đó ra thì ngoài cái câu chuyện đó ra thì anh có cái câu chuyện gì mà đôi khi mình phải dừng lại những cái lần mà mình phải dừng lại đột xuất, không phải là trên tại ga mà là một cái đoạn đường ray khác? Thì cái đấy thì nhiều lắm, tại vì cái đấy thì là do cái có thể là do tai nạn hoặc là cái sự cố nào đấy, trâu bò đi qua đường hay là người đi qua đường không chú ý quan sát, thì là khi đến các đoạn đường đấy thì lái tàu là sẽ phải dừng khẩn cấp để tránh cái tai nạn, nhưng mà cũng có khi là không thể tránh được, cũng có thể đâm luôn. Thì cái đấy là do cái ý thức của những người tham gia giao thông thì sẽ dẫn đến cái việc đấy. Và nói đúng ra thì cái lần mà hãm khẩn cấp như thế thì cũng rất là nguy hiểm ở trên tàu, bởi vì khi nó mang tính chất kiểu thắng gấp thì cái độ thăng bằng nó sẽ không thể giữ được, nó có thể dẫn đến ảnh hưởng đến hành khách ở trên tàu. Dịp Tết Nguyên Đán này thì số lượng hành khách sẽ tăng lên rất là nhiều, thì tàu sắt Bắc Nam mình sẽ có những cái chương trình hay là sẽ có những kế hoạch gì để phục vụ cho hành khách trong cái dịp Tết đến xuân về? Cái này thì ngành đường sắt thì bọn mình cũng biết được cái mật độ hành khách Tết thì rất là đông, tức là cái nhu cầu đi lại rất là đông. Thành ra là một ngày bây giờ hiện tại là ngành đường sắt được chạy mười mấy đôi tàu để phục vụ hành khách về ăn Tết Nguyên Đán. Thì tất cả các mọi công việc thì đều đã được sẵn sàng và cái này thì đã được phân công cũng như là giao nhiệm vụ cho từng chức danh, từng
một cùng chức danh một để đảm nhiệm các cái nhiệm vụ của mình để phục vụ hành khách về quê ăn Tết được an toàn. Đối với những hành khách mà Tết về trong cái dịp Tết 1/3 thì mình sẽ có những cái chương trình gì đặc biệt dành cho thì cái này thì như mọi năm thì ngành đường sắt cũng có những cái chương trình như là về đón những cái hành khách mà đi trong cái thời gian giao thừa ấy, thì là có các cái chương trình như là tặng quà này, thứ nhất là gửi lời chúc tặng quà đến hành khách, rồi chung vui, tức là mời các hành khách mà trong cái thời điểm giao thừa đấy chung vui với cả anh em tiếp viên trên tàu, cũng giống như là ở dưới mặt đất, tức là nó mang tính chất nó cũng rất là gia đình sum họp, tức là có các cái chương trình. Cảm ơn anh. Anh giới thiệu cho em một chị nào đó mà đẹp nhất ở cái đoàn tàu này đây như thế nào, và cái thời gian làm việc của mình ở trên đoàn tàu như thế nào, cũng như là cái hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh gia đình của mình từ khi mà chị bắt đầu công việc một người tiếp viên trên tàu sắt Bắc Nam, ở tàu sắt đoàn tàu sắt Bắc Nam. Thì mình thì cũng như bao công nhân khác thì cũng theo tàu đi trên chuyến tàu Hà Nội Sài Gòn, thì như bình thường là cứ đi 4 ngày về nghỉ 4 ngày, nhưng bữa nay Tết thì quay rất nhanh, thì như đi cái tàu nhanh này thì chỉ đi là vào đây thì chỉ được khoảng 2 tiếng tắm gội xong rồi lại phải quay về luôn, thế là cũng rất là vất vả đấy. Còn mình làm được năm nay là sang năm thứ 16, có hai cháu, cháu lớn thì học lớp 8, cháu thứ hai học lớp 1. Thành các cháu nhỏ nên là mình là phụ nữ là trụ cột trong gia đình ấy, mà phải đi suốt như này thì cũng thật cũng thiệt thòi cho các con và gia đình. Đấy, Tết là cứ là giao thừa là 30 là xách cặp đi thôi, đến về là mùng 3 rồi, đấy mùng 3 thì coi là hết Tết rồi, các cháu cũng chẳng được đi chơi ở đâu, ở nhà thì bố cũng làm trong ngành ấy. Thế thành ra là chỉ có mỗi là nhờ ông nội thôi. Có cái Tết nào mà chị được về với gia đình không? Tức là năm nay là năm thứ 7 là liên tục 30 là đi là mùng 3 về. Được một cái năm ở nhà nghỉ đẻ cháu là 2011 đấy thì được ở nhà. Năm nào cũng đi. Thì trong cái cuộc đời làm nhân viên hàng đường sắt của mình thì chị có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất? Đáng nhớ thì rất là nhiều, vui có, buồn có. Nhưng mà cái đáng nhớ là mình đỡ đẻ. Đỡ đẻ cho em không kể rồi. Đấy. Giờ kể chuyện khác. Giờ kể chuyện buồn đi. Giờ em nghĩ là phụ nữ thì nên kể chuyện buồn mà nó hay hơn. Anh không nên kể chuyện vui rồi. Yeah. Chuyện buồn thì thực ra thì cái buồn thì mình cũng không để trong lòng lắm, mình cũng quên luôn đi luôn đấy. Thì thôi thì chả kể nữa. những cái năm trước á, thì chị không có được tham gia cái giao thừa cùng với gia đình, không được tham dự cùng gia đình, thì trên cái chị có thể kể những cái kỷ niệm về khi mà mình ăn Tết ở trên đoàn tàu hay không? Thì trên tàu thì như là một đoàn tàu thì cũng như là một gia đình, thì cũng tổ chức là Tết đón giao thừa, rồi là cũng chúc nhau, cũng bia rượu, bánh chưng, gà, canh các thứ như là một cái Tết cổ truyền như ở dưới đất thôi. Nhưng mà thì vui một lúc xong thôi, thế sau rồi là lại buồn, nhớ về nhà rất buồn. Thì nhớ các con, nhớ tớ chẳng nói đâu. Mình là nghĩ lúc đấy xong vui rồi với cả đồng nghiệp rồi để nghĩ về nhớ nhà lắm. Những cái ngày này thì người ta được sum họp, còn mình thì mình lại phải xa nhà thôi vì công việc. Cho em xin phép được ôm chị một cái. Nhiều, nhưng mà nghề nghiệp làm tôi tiếp
tiếp cho tôi động lực để tôi đi làm và lên tàu cũng rất là vui. Mặc dù phải đi Tết thì rất buồn nhưng mà lên gặp anh em trong tổ ấy, thì đã làm động lực cho tôi quên đi mọi chuyện buồn để tôi tiếp sức cho tôi đi làm vui vẻ hơn. Chị có gia đình chưa ạ? Em có rồi, còn hai đứa con nữa. Trong thời gian tôi đã công tác trên đoàn tàu là của đoàn tàu Bắc Nam ấy thì là được 8 năm rồi, nhưng mà niềm vui thì cũng nhiều, mà nỗi buồn thì cũng nói chung là cũng nhiều, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ hành khách và mọi người sẽ tốt hơn ạ. Cái thời gian mình ở trên tàu nhiều như vậy thì có thời gian để mà chăm sóc gia đình hay không ạ? Chắc chắn là sẽ không có rồi, vì là mình phải chấp nhận với cái công việc của mình nhé, trong thời gian này và những cái lúc phục vụ khách đông như này thì phải chấp nhận ạ. Những cái mùa Tết thì mình không có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình thì có phàn nàn từ phía gia đình hay không ạ? Chắc chắn là sẽ có rồi, nhưng mà gia đình cũng thông cảm và cũng biết là cái công việc của mình, cho nên là chia sẻ nhiều để mình hoàn thành tốt công việc. Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa thì chị có lựa chọn cái công việc là tiếp viên nữa hay không? Nói chung là yêu ngành yêu nghề thì chắc chắn là cũng phải lựa chọn thôi ạ. Yeah.